Trong bối cảnh thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn về nguồn cung, giá cả lại đắt đỏ, thì thị trường các tỉnh vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như Bình Dương, Long An, Đồng Nai với quỹ đất lớn và sạch, mặt bằng giá đất còn rẻ cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông đang là điểm đến được các nhà đầu tư quan tâm. Trong đó, với lợi thế liền kề và có khoảng 100 km giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh đã giúp tỉnh Long An, đặc biệt là huyện Đức Hòa, trở thành thổi nam châm, thu hút hàng loạt ông lớn đổ bộ, khiến bất động sản tỉnh này nóng chưa từng có. Thực ra thị trường Long An thì bấy lâu nay người ta cũng đã người dân thành phố Hồ Chí Minh họ cũng đã khá là quan tâm rồi, bởi vì quỹ đất ở trên đó còn khá là lớn và các cái sản phẩm là cũng đã hình thành, đặc biệt là những sản phẩm mà gắn liền với đất, ví dụ như là nhà phố liền kề, nhà phố thương mại hay là biệt thự, và cái mức giá nó nằm trong cái khả năng chi trả rất là tốt của người dân. Và vì vậy nó không chỉ thu hút những cái nhà đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh mà nó thu hút thậm chí cả những cái nhà đầu tư và người mua đến từ Long An và khu vực miền Tây. Tỉnh Long An vốn chiếm lợi thế là địa phương sở hữu nhiều khu công nghiệp lớn đang hoạt động hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có 32 khu công nghiệp với gần 150.000 lao động. Trong đó, huyện Đức Hòa có khoảng 20 khu công nghiệp và cụm công nghiệp như Tân Đức, Hải Sơn, Đức Hòa. Và mới đây, huyện này còn vừa khởi công thêm dự án khu công nghiệp Đức Hòa 3 Silico có tổng diện tích hơn 195 hectare. Việc hình thành các khu công nghiệp với quy mô lớn dẫn đến nhu cầu sở hữu nhà ở cho đội ngũ chuyên gia và các thành phần lao động làm việc tại khu công nghiệp tăng cao. Đó là những nguyên nhân chính của việc hình thành lên các khu đô thị với tiện ích đồng bộ. Bên cạnh đó, Long An nói chung và Đức Hòa nói riêng đang hưởng lợi trực tiếp từ nhiều dự án hạ tầng tầm cỡ như tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, quốc lộ 1A, quốc lộ N2, vành đai 4, tuyến DT822, 824, sắp tới là cao tốc Bến Lức Long Thành, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Ngoài ra, trước Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA, ngành bất động sản Việt Nam nói chung và bất động sản công nghiệp nói riêng sẽ đón làn sóng đầu tư lớn. Không chỉ thế, dự tính lượng lao động cũng như chuyên gia nước ngoài có xu hướng làm việc và công tác tại Việt Nam cũng sẽ tăng lên, kéo theo nhu cầu nhà ở vô cùng lớn. Điều này sẽ tạo nên một bước tiến mới cho những sản phẩm nhà ở hoàn thiện. Các chủ đầu tư hiện tại họ cũng tập trung phát triển các quỹ đất lớn ở Long An. Nếu xét về tiềm năng thì Long An là một tỉnh mà theo tôi đánh giá là có cái khả năng phát triển khá là nhanh trong thời gian tới. Đặc biệt là sau khi cao tốc Bến Lức Long Thành kết nối thì nó sẽ tạo ra một cái đường vành đai kết nối từ Tây sang Đông. Thêm điều đó nó sẽ góp phần giúp cho Long An sẽ càng ngày càng phát triển. Bên cạnh đấy thì cái việc giao dịch của các cái chủng loại sản phẩm như là đất nền, nhà phố ở khu vực này thì cũng rất là sôi động, tập trung nhiều ở khu vực Bến Lức, Đức Hòa. Nhận diện được tiềm năng phát triển thực sự của khu vực này, hàng loạt ông lớn bất động sản đã đua nhau đổ bộ về Long An để đầu tư những dự án đô thị lớn. Điển hình như công ty cổ phần đầu tư Nam Long đang triển khai dự án Waterpoint quy mô lên đến 355 hectare tại huyện Bến Lức. Cũng tại huyện này, tập đoàn BKMS đang triển khai là quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ với diện tích hơn 3.000 hectare. Hay tập đoàn Vingroup cũng sắp đầu tư khu đô thị Vinhomes 900 hectare tại Đức Hòa. Nếu như trước đây, người Sài Gòn mua nhà đất vùng ven chủ yếu để đầu tư hoặc an cư, thì hiện nay xuất hiện làn sóng đầu tư mới, đó là mua để sở hữu ngôi nhà thứ hai, vừa đầu tư kinh doanh lại vừa để nghỉ dưỡng. Do vậy, đa phần khách hàng lựa chọn những dự án đô thị được quy hoạch bài bản và xây dựng đồng bộ trong môi trường sinh thái trong lành.